Welcome back to my channel, Cường Kênh Cúc Official. Chào mừng quý cô chú và anh chị đã đến với kênh của chú Cường nha. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 và Cường sẽ cập nhật tình hình khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ năm 2024 cũng như là hoạt động buôn bán buổi tối tại khu vực núi Sam. Đây là quang cảnh phía trước của Miếu Bà Chúa Xứ ngày 21 tháng 4 âm lịch này quý cô chú và anh chị. Tối nay sẽ có trình diễn ron cũng như là lễ khai mạc nha. Cường thấy thì khu vực ở chân núi Sam này buổi tối thì đông đúc cũng không kém gì thành phố Châu Đốc nha. Quá trời đông đúc và nhộn nhịp luôn cô chú. Hiện tại thì lượng du khách từ khắp nơi trên cả nước đang đổ về khu vực là núi Sam của thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Cô chú mình sẽ thấy được là xe 45 chỗ chở bà con của mình đến nè. Rất là đông vui luôn. Mấy xe đạp kiểu như này thường thường là mình sẽ chở đi qua bên chùa hoặc là mình đi qua bên lỗ bò Tử Thiên nha cô chú. Ở đây thì lỗ bò Tử Thiên rất là nổi tiếng luôn. Các cửa hàng ở đây là mình thấy là sáng đèn 24/24. Tại vì 1-2 giờ sáng vẫn có người đi lễ nha cô chú. Đây ở đây có bán quần kaki 3 cái 100 ngàn nè. Ở đây là mình sẽ có xe mắm lưu động luôn nè. Thay vì có cái quầy thì cô bán lưu động luôn. Rất là nhiều loại mắm của miền Tây mình nha. Cá chốt, cá linh, cá lóc. Cô chú mình sẽ thấy được ở đây nè. Bán đồ quá trời luôn. Quần áo, thời trang, nón, rồi đồ ăn, rồi tất cả các loại mắm. Đây, mình về Châu Đốc thì không thể nào mà thiếu những cái quầy mắm như vậy nha cô chú. Mình thấy là quá trời mắm luôn. Và ở đây thì mình thấy trên con đường này thì giá cả thì niêm yết hết nha. Ở đây là quầy mắm bà Giáo Thảo 5 số 1. Khu vực ở ngoài thì buôn bán tấp nhập, còn ở bên trong thì như thế nào thì bây giờ Cường mời quý cô chú và anh chị mình vào phía bên trong xem nha. Buổi tối ở Miếu Bà Chúa Xứ thì Cường thấy lên đèn rất là đẹp nè. Đây, từ ở ngoài mình đi vào mình sẽ thấy được là đèn treo dọc dài theo luôn. Và tất cả các nóc ở trên miếu bà thì mình sẽ có đánh đèn màu vàng nha. Bên trong này thì sẽ có hai hoạt động chính. Một là mọi người đang theo dõi chương trình văn nghệ, thường thường là hát tiếng Khmer. Hai nữa là mọi người sẽ cúng lễ ở trong này. Lễ hội Vía Bà năm 2024 thì diễn ra là từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 và lễ khai mạc chính thức bắt đầu là 19 giờ 20 phút ngày 28 tháng 5 tức là ngày hôm nay tại trung tâm thương mại Vĩnh Đông, thì cách ngay chỗ Miếu Bà Chúa Xứ tầm khoảng là 500m nghe quý cô chú và anh chị. Sau khi Cường cập nhật thông tin ở khu vực Miếu Bà Chúa Xứ thì Cường sẽ di chuyển qua bên kia để mình xem chương trình khai mạc, đặc biệt là có tiết mục trình diễn ron hứa hẹn sẽ rất là hấp dẫn nha. Khi mà mình xem được những hình ảnh trong buổi văn nghệ này, thật sự thì ở phía sau đó là một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Đó là sự sống hài hòa, chan hòa giữa tất cả các dân tộc anh em. Thì ví dụ như là người Kinh, người Hoa, người Khmer, người Chăm trên vùng đất An Giang nói riêng cũng như là cả nước nói chung. Bài
Lễ hội Vía Bà thì kéo dài hơn một tuần, tuy nhiên sẽ có 3 ngày chính, diễn ra rất là nhiều hoạt động, nên là quý cô chú anh chị của mình nếu mà có đi Vía Bà chùa Xứ năm nay thì mình tranh thủ mình sắp xếp thời gian để mình đi 3 ngày này nha. Đó là ngày 28 tháng 5, ngày 29 tháng 5 và ngày 30 tháng 5. Như ngày 28 tháng 5 là ngày hôm nay mà Cường cập nhật video này cho quý cô chú anh chị mình xem á, thì chương trình sẽ bắt đầu từ lúc là 19:30. Với rất là nhiều chương trình hấp dẫn, tuy nhiên sẽ có hai chương trình là điểm nhấn trong đêm nay. Thứ nhất là chương trình trình diễn Ron Live Show, thứ hai là chương trình nghệ thuật tiếp đó, và chương trình kết thúc là lúc 22:20. Và đặc biệt trong 2 ngày, ngày 29 tháng 5 và ngày 30 tháng 5 sẽ có rất là nhiều chương trình mà người dân và du khách thập phương rất là trông đợi. Chút xíu nữa thì Cường sẽ chia sẻ cho quý cô chú và anh chị xem chương trình đó là như thế nào nha. Bây giờ Cường sẽ đi vào khu vực chính điện nha quý cô chú, để xem là buổi tối thì bà con của mình là có cúng bà đông như là ban ngày hay không nha. Buổi tối ngày hôm nay thì không có đông nha cô chú. Nhưng mà bắt đầu là từ ngày mai sau khi ngày khai mạc thì chắc chắn là sẽ rất là đông bà con đến đây. Và bây giờ thì Cường sẽ mời quý cô chú anh chị mình ra khu vực biểu diễn Ron để mình xem không khí lễ hội ngày khai mạc Vía Bà Chúa Xứ năm 2024 sẽ đông vui như thế nào nha. Quý cô chú mình sẽ thấy được là gọi là bùng nổ về khách du lịch nha cô chú, quá trời đông luôn. Ở đây mình tìm được chỗ gửi xe cũng đã là khó khăn rồi nha. Số lượng người dân cũng như du khách gọi là bùng nổ luôn rồi. Cô chú mình sẽ thấy không, là ở phía trong gọi là không có chỗ chen vào luôn. Mọi người đang đứng ở đây nha. Còn gửi xe ở đây thì đồng giá là cứ 10.000 đồng một chiếc thôi. Mình thấy chỗ nào trống thì mình cứ gửi nha cô chú. Hiện tại bây giờ là đang làm lễ. Đúng là 20:30 thì trình diễn Ron nha. Để mà vào được bên trong thì không phải dễ dàng nha. Thật sự thì đây là lần đầu tiên Cường tham dự lễ khai mạc lễ Vía Bà Chúa Xứ năm 2024, và mình sẽ rất là bất ngờ về số lượng du khách cũng như là người dân tham dự ở đây nha. Phía xa mình sẽ thấy được là sân khấu chính nha cô chú, nhưng mà thật sự thì rất là xa luôn. Khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 kỷ niệm 10 năm lễ hội được đưa vào danh thắng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024. Chương trình lễ thì đang diễn ra, đúng là 20:30 thì mới có trình diễn anh cô chú. 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc về việc chuyển văn hóa lễ hội nhân kỷ niệm 10 năm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Tết tham quan các căn cứ pháp lý. Ở đây mình sẽ thấy bán là đồ chơi nè, rồi nước uống nói chung là rất là nhiều. Và tất cả các quầy thì mình sẽ thấy là quá tải nha cô chú. Cô chú thấy là người dân mình đang ngồi chờ nè. Chủ yếu là màn trình diễn Ron nha cô chú. Và trình diễn nó tới 15 phút luôn á. Từ 8:30 đến 8:45. Ở đây thì cô chú mình sẽ thấy được lực lượng an ninh rất là nhiều, cả về dân quân tự vệ, công an hoặc là tổ dân phòng, dân phố rất là đông luôn. Tại vì tập trung đông như vậy thì cô chú mình đi thì cẩn thận về tư trang tiền bạc nha. Tại vì kẻ gian rất là nhiều. Khi mà Cường lên video này thì đã chuyển qua là ngày 29 rồi, nên là Cường sẽ cập nhật cho quý cô chú anh chị của mình là ngày 29 và ngày 30 tháng 5 để quý cô chú anh chị của mình có thể sắp xếp thời gian tham dự nhé. Ngày 29 tháng 5 là lễ phục hiện trước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam. Chương trình sẽ bắt đầu từ 14:30 thì đoàn rước tượng bà tập trung ở miếu và di kiệu đến nhà bia ghi danh liệt sĩ. Từ 15:10 đến 16:30 thì làm nghi thức dân hương, đoàn khởi hành lên núi. Từ 16:30 đến 17:10 thì ban nghi lễ chuẩn bị các lễ vật và dân hương thỉnh tượng bà núi Sam và thực hiện chương trình sân khấu hóa thỉnh tượng bà núi Sam xuống núi. Từ 17:10 đến 18:15 thì đoàn sẽ di chuyển xuống núi. Từ 18:15 đến 19:45 thì có lễ hội đường phố cũng như là biểu diễn lân sư rồng. Cô chú sẽ nhìn thấy được cái dãy sáng kia kìa, đó là những cái gian hàng mà trưng bày đặc sản nha.
để chút xíu nữa thì Cường đi qua bên đó xem coi là bán những gì nha cô chú. Trong đây thì cô chú sẽ thấy được rất là nhiều gian hàng, mình có thể bán đồ ăn, nước uống hoặc là một số sản vật mình có thể mua về làm quà của vùng Châu Đốc An Giang nha cô chú. Bây giờ là chuẩn bị trình diễn ra nè cô chú, thấy mọi người đứng đợi không, quá trời đông luôn. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, và sau đây chú sứ núi Sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024. Xin được trân trọng kính mời tổ quý. Chương trình là sắp bắt đầu nha cô chú. Sau hồi trống này thì sẽ có màn trình diễn ron được mong đợi nhất trong ngày hôm nay nha. Trình diễn là tới 15 phút nha. Bao nhiêu giây phút chờ đợi thì cuối cùng là màn trình diễn ron cũng chính thức được bắt đầu theo đúng theo khung thời gian mà ban tổ chức đã thông báo trước đó nha quý cô chú. Quốc gia năm 2014-2024. Giữ 300 giấy bài cứu xử núi Sam năm 2024. Những 12 hình ảnh được online sắp xếp sẽ thể hiện rõ nét quá trình tinh thành và phát triển của thành. Đây là thời khắc mà người dân cũng như du khách là rất là mong đợi nha. Bây giờ là trình diễn ron với 12 hình ảnh được sắp xếp nha quý cô chú và anh chị. Ngày xưa thì mình thấy những chương trình lớn hay có là bắn pháo hoa không, còn sau này là kết hợp cả ron luôn, nên là người dân rất là háo hức khi mà xem những cái chương trình như vậy. Quý cô chú của mình sẽ thấy được là những cái đốm màu xanh như vậy nè, bắt đầu là lên cao từ từ, nên là mọi người đứng ở xa vẫn nhìn thấy và quay video được nha. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi là đuổi hình bắt chữ để mình xem ra những biểu tượng nào của mùa vía bà năm nay. Đến ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm, với ý nghĩa để hình thành sinh viên tri ân tôn kính với dân với lý, lễ hội vía bà còn dịp để người dân cùng đến thành vui giờ ấy được lễ hội vía bà trên núi núi xa năm 2024 nè. Qua đó góp phần bảo tồn những nghi cảnh đẹp di sản. Quá trời ơi, du khách của mình ai cũng quay lại thời khắc này ở đây cũng giống từ lúc mới đi bà anh nhân mới chưa để những nhân dân cùng đến. Tiếp tục mình sẽ xem được là hình ảnh gì nữa nha. Sau khi mà chữ lễ hội khai mạc vía bà cứu xứ năm 2024. Đây là một hình tượng danh tướng Thoại Ngọc Hầu.
năm nay thì Cường thấy chương trình rất là hoành tráng so với mọi năm. Và đặc biệt thì năm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang quyết định là không thu phí tham quan khu du lịch quốc gia Núi Sam đối với du khách trong dịp lễ Vía Bà Chúa Xứ năm nay, từ ngày 28 tháng 5 đến hết ngày 3 tháng 6. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là dịp để giới thiệu quảng bá tới du khách trong và ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh, vẻ đẹp quyến rũ và sức hấp dẫn của du lịch Châu Đốc nói riêng cũng như là tỉnh An Giang nói chung. Đồng thời thì qua đó giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng thành phố Châu Đốc văn minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện và giàu bản sắc. Khi mà đến với lễ hội trong những ngày này thì quý cô chú và anh chị cũng như là người dân địa phương sẽ hòa vào không gian văn hóa tâm linh độc đáo của nghi thức lễ hội truyền thống, thể hiện sự tôn kính đối với là Bà Chúa Xứ và các bậc tiền nhân có công khai mở vùng đất biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi và làm ăn hưng thịnh, muôn dân được ấm no và hạnh phúc. Đó là một trong những ý nghĩa rất là nhân văn, rất là hay của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ hàng năm. Đây là hình ảnh cầu Châu Đốc, nó liền giữa thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu. Hình ảnh cầu Châu Đốc nối liền giữa hai bờ thì cũng là kết thúc chương trình biểu diễn ron của chương trình khai mạc đêm nay. Tuy nhiên thì sẽ còn một điều rất là bất ngờ ở phía sau, quý cô chú và anh chị nhớ xem những điều bất ngờ đó là gì nha. Khi mà quý cô chú anh chị của mình nghe thông tin về Vía Bà Chúa Xứ, mình sẽ không có hình dung được đó là tổ chức sẽ hoành tráng như thế nào, mà ai ai cũng nhắc đến và tất cả các kênh YouTube cũng như là thông tin truyền thông đưa rất là nhiều. Và một nghi lễ mà chắc chắn cô chú và anh chị của mình rất là thắc mắc, đó là nghi lễ tắm Bà Chúa Xứ Núi Sam, thì năm nay sẽ diễn ra là ngày 30 tháng 5. Cường sẽ cập nhật chi tiết chương trình cho cả nhà mình xem nha. Bắt đầu là lúc 17:30 đến 19:00 là chuẩn bị các nghi lễ, giữ gìn an ninh trật tự, làm tổng vệ sinh và cho các đoàn đăng ký vào miếu bà và ổn định tổ chức. Từ 19:00 đến 22:30 thì tiến hành cho các đoàn vào viếng bà và dâng lễ cúng. Từ 22:35 đến 23:20 thì ban nghi lễ chuẩn bị các lễ vật, tiến hành nghi thức là lễ tắm bà, giới thiệu di tích và văn khấn. Từ 23:20 đến 23:35 thì các đoàn dân hương. Từ 23:35 đến 23:55 thì ban quản trị lăng miếu Núi Sam nguyện hương. 24:00 đến 1:30 sáng thực hiện nghi lễ tắm bà. Từ 1:30 sáng thì hoàn thành nghi thức tắm bà, và sau 1:30 thì các đoàn nhân dân và du khách nguyện dân hương cũng như là viếng Bà Chúa Xứ Núi Sam. Thì mình sẽ thấy được là nghi thức tắm bà sẽ diễn ra vào lúc là 0:00 sáng, và mình sẽ tắm trong vòng là 1:30, tức là từ 24:00 đến 1:30 sáng. Và đây là khoảnh khắc mà rất là bất ngờ cho rất là nhiều du khách cũng như là bà con, tại vì sau khi mà xem trình diễn ron xong thì rất là nhiều người đã đi về. Rất là bất ngờ là có màn trình diễn bắn pháo hoa mà mọi người không biết, và mọi người đi về. Quá trời rực rỡ luôn cô chú, có điều là tối hơi nhiều nha. Khi quý cô chú anh chị của mình mà đi về Châu Đốc để mình tham dự lễ Vía Bà, nếu mà trường hợp mình không có thích đi đâu xa, mình chỉ ở quanh quẩn ở khu vực là Vía Bà thôi, thì mình chọn ở khu vực này nha. Tại khu vực này thấy cũng có khá là nhiều dịch vụ vui chơi giải trí. Tuy nhiên nếu mà trường hợp mình thích sự yên tĩnh, mình có nhiều lựa chọn hơn, ví dụ như là đi ăn uống đồ này nọ, thì có thể ra ở thành phố Châu Đốc. Tại vì từ thành phố Châu Đốc mà tới khu vực Vía Bà thì cũng hơn 5 cây số, nên trường hợp nếu mà mình di chuyển qua lại khi có nhu cầu thì mình đi taxi hoặc là đi Grab thì cũng sẽ tốn chi phí khá là nhiều. Theo Cường thấy thì vào mỗi dịp Vía Bà thì phòng ốc dịch vụ ở ngay khu vực chân bà thì lúc nào cũng gọi là full và kín hết, mình phải liên hệ đặt trước. Tuy nhiên là những phòng khách sạn ở khu vực thành phố Châu Đốc thì lúc nào cũng còn phòng nha cô chú. Sau tiết mục trình diễn ron cũng như là rất là bất ngờ với màn bắn pháo hoa thì kết thúc chương trình thì mọi người sẽ túa ra đường.
và xuất hiện một cảnh tượng chưa từng thấy là kẹt xe kéo dài. Tại vì con đường phía trước cũng tương đối là lớn đối với là người dân địa phương như những ngày bình thường. Tuy nhiên là ngày lễ hội này thì không có con đường nào mà không thể nào gọi là trống trải mà mình đi thoải mái được hết. Tất cả là sẽ bị kẹt cứng hết nhân quý của chú và anh chị. Dù là lực lượng an ninh, rồi giao thông, công an điều tiết rất là nhiều, tuy nhiên là cảnh tượng vẫn xảy ra. Sau khi mà chương trình kết thúc á, thì có một số du khách cũng như là người dân mình sẽ đi về hoặc là đi ra thành phố Châu Đốc mình ăn uống rồi mình đi lòng vòng chợ uống cà phê. Tuy nhiên thì 2/3 lượng du khách mình sẽ đổ ngược lại khu vực là Miếu Bà để mình có thể là đi vào miếu nè, mình làm lễ hoặc là mình có thể là đi ăn uống dọc khu vực này luôn, là đường Châu Thị Tế cũng như là đường vòng núi Sam. Đây là quang cảnh phía trước cô chú mình sẽ thấy được nè, quá trời đông đảo du khách. Hiện tại bây giờ là đúng 21 giờ nha cô chú. Cảnh tượng này cô chú sẽ thấy được là chỉ có xuất hiện khi mà mình có lễ hội vía bà, một năm chỉ diễn ra một lần thôi nha cô chú, hoặc là vào dịp Tết Nguyên Đán thì mới đông như vậy thôi. Ở đây thì mình sẽ thấy lực lượng công an, an ninh, điều tiết, giao thông rất là nhiều luôn, nhưng mà tất cả ngã đường thì sẽ bị kẹt hết trơn rồi. Khu vực này thì khoảng 15 phút mình mới di chuyển chiếc xe ra khỏi khu vực đông đúc này, và Cường sẽ quyết định đi ngược lại khu vực là Miếu Bà để Cường quay cho cô chú xem được là buổi tối sau 21 giờ thì khu vực Miếu Bà như thế nào nha. Khung cảnh ở đây thì không khác gì lúc 6-7 giờ tối nha quý cô chú và anh chị, tức là vẫn sáng đèn, vẫn có rất là nhiều người dân cũng như là du khách đến đây ăn uống vui chơi buổi tối. Dòng người thì vẫn tấp nập ra vô cô chú. Đường này là đường phụ thôi, còn đường chính là ở cổng là đường Châu Thị Tế nha. Ở đây buổi tối Cường thấy có mấy cái gian hàng mình bán nước thốt nốt hoặc là chè thốt nốt nè, rồi có thêm đường thốt nốt nữa nha cô chú. Đây cô chú mình sẽ thấy được có bán gấu bông rồi đồng giá 39.000 nè. Rồi đây có bán quần áo, thời trang trẻ em rồi. Nói chung là rất là nhiều luôn. Đây có kẹo đậu phộng hè đen. Một con đường chỉ có khoảng hơn 100 mét thôi nhưng mà mình sẽ thấy được là kinh doanh rất là nhiều mặt hàng nha cô chú.
video của Cường cập nhật về ngày khai mạc vía bà chúa xứ năm 2004 cũng như là quang cảnh buổi tối xung quanh miếu. Đến đây là kết thúc. Quý cô chú thấy hay thì nhớ like, comment và chia sẻ để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa nha.